cách trau dồi kỹ năng của bạn khi nhắm mắt. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. Cách trau dồi kỹ năng của bạn khi nhắm mắt. Xin chào và chào mừng bạn đến với InstaRead Insights, một liều thuốc thông thái hàng ngày cho ngày làm việc của bạn. Cái nhìn sâu sắc của ngày hôm nay đến từ việc phá vỡ thói quen là chính mình của Joe Dispenza. Đó là thông tin chi tiết số 2 từ InstaRead của chúng tôi về phá vỡ thói quen là chính mình. Rèn luyện một kỹ năng về mặt tinh thần trong lĩnh vực tưởng tượng có thể nâng cao kỹ năng đó trong cuộc sống thực ý nghĩa của despenza là nếu bạn thực hiện một hành động trong tâm trí thì bạn có thể tác động đến màn trình diễn thực sự giống như người chơi đàn piano thực hành một bài tập trong tâm trí của họ nói chung chúng có thể tạo lại chuyển động tương tự trên bàn phím vật lý các nhà trị liệu sử dụng loại diễn tập tinh thần này để giúp những người mắc chứng rối loạn lo âu xử lý nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ ví dụ lấy diêm diêm là một người sợ vi trùng để giúp diêm vượt qua nỗi sợ vi trùng nhà trị liệu sẽ để anh ta tưởng tượng mình đang ở trong một nhà vệ sinh công cộng bằng cách này diêm đang ở trong một môi trường an toàn và được kiểm soát nơi anh ấy có thể luyện tập cách giữ bình tĩnh và theo cách đó lần tới khi diêm gặp một nhà vệ sinh công cộng anh ấy có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc đó vì vậy hãy tưởng tượng theo nghĩa đen về cuộc họp kinh doanh tiếp theo cuộc trò chuyện căng thẳng, hiệu suất lớn hoặc bất kỳ tình huống khó khăn nào trước khi nó xảy ra. Khi bạn lướt qua kịch bản trong đầu, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn cho nó khi nó thực sự xảy ra. Vâng, đó là nó cho ngày hôm nay. Hãy tham gia lại với chúng tôi vào mỗi ngày trong tuần để biết thêm thông tin chi tiết về Instagram và ngày càng trở nên khôn ngoan hơn. Phần 2. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết hàng ngày này anh ấy có thể được chuẩn bị tốt hơn cho nó vì vậy hãy tưởng tượng theo nghĩa đen về cuộc họp kinh doanh tiếp theo cuộc trò chuyện căng thẳng hiệu suất lớn hoặc bất kỳ tình huống khó khăn nào trước khi nó xảy ra khi bạn lướt qua kịch bản trong đầu bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn cho nó khi nó thực sự xảy ra vâng đó là nó cho ngày hôm nay hãy tham gia lại với chúng tôi vào mỗi ngày trong tuần để biết thêm thông tin chi tiết về instarid và ngày càng trở nên khôn ngoan hơn phần 2. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết hàng ngày này. Anh ấy có thể được chuẩn bị tốt hơn cho nó. Vì vậy, hãy tưởng tượng theo nghĩa đen về cuộc họp kinh doanh tiếp theo, cuộc trò chuyện căng thẳng, hiệu suất lớn hoặc bất kỳ tình huống khó khăn nào trước khi nó xảy ra. Khi bạn lướt qua kịch bản trong đầu, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn cho nó khi nó thực sự xảy ra. Vâng, đó là nó cho ngày hôm nay. Hãy tham gia lại với chúng tôi vào mỗi ngày trong tuần để biết thêm thông tin chi tiết về Instarit và ngày càng trở nên khôn ngoan hơn. Phần 2. Đóng cửa Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết hàng ngày này.